Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiến Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chương trình Aerobe nhận 200 token có ký hiệu là PCKO nha các bạn. Dự kiến giá trị của nó sẽ là 12 USD. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và tham gia cái chương trình Aerobe của thằng này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng ký ở sàn shorter.net này. Bạn đầy đủ điền đầy đủ nhé. Email này, mật khẩu này. Nhập lại mật khẩu. Đấy, sau này các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản, các bạn nhấn sign up. Ok, thì mật khẩu thì nó sẽ yêu cầu một cái tự viết hoa và bao gồm số và ký tự biệt. Đấy, sau đấy các bạn nhấn sign up. Ok, thì nó sẽ gửi email xác nhận cho chúng ta. Chúng ta vào check cái email nhé. Không thấy mail à? Ok các bạn chờ một chút cho nó kiểm tra xem. Tôi check ở cái phần spam xem có cái mail không nhá. Hiện tại thì vẫn chưa có mail. Ok mình sẽ chờ xem nào. Đây, các bạn ấn vào con phim để xác nhận cả email của mình. Sau đây chúng ta sẽ đăng nhập vào luôn nhé. Điền đăng nhập vào đây. Ok, đây chính là cái giao diện mà sàn của chúng ta đã đăng ký và các bạn sẽ phải quay trở về với cái bot Telegram. Các bạn mở cái bot này lên. Các bạn nhấn Start Bot nhé. Đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải join channel và group Telegram. Đầu tiên là chúng ta sẽ join vào channel này. Ok, ở đây thì mình đã tham gia quá nhiều group, mình sẽ zoom bớt đi một chút để chúng ta có thể vào quá nhiều cái group nó cũng không tốt lắm. Đây các bạn sẽ zoom vào, sau đây các bạn quay trở về và tiếp theo cái phần đây group này. Group và channel, sau khi zone vào thì chúng ta sẽ ấn check. Captcha. Enter captcha, nhưng hiện tại thì captcha nó không hiển thị. Wow, cặp trà phải cả cặp trà. Ok, cặp trà nó khá là lằng nhằng một chút, mình sẽ cố gắng để có thể xem nó đúng không. À, cặp trà bị lỗi rồi. T E A I A. Ok, ok thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ zone này, follow trong Twitter này. Ta sẽ follow. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ follow cái like cái page Facebook. Đấy các bạn like nhé. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải follow Instagram của nó đây. Đấy. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ đăng ký on Shorter, thì chúng ta làm cái bước này ở đầu tiên. Bạn đăng ký cái sàn Shorter. Đấy. Sau khi mà đã hoàn thành các bước thì các bạn sẽ điền vào phần Submit My Detail này.
Đầu tiên là đăng nhập email của bạn vào. Các bạn nên sử dụng cái email để đăng ký sàn nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền profile trader của chúng ta, bao gồm mã cộng ở phía trước. Tiếp theo là các bạn điền profile Facebook của chúng ta. Và Instagram cũng tương tự như vậy. Và cuối cùng thì các bạn sử dụng ví MetaWallet để các bạn có thể điền Please send your ETH wallet và không gửi ví của sàn giao dịch nhé. Các bạn sử dụng ví MetaWallet thôi. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng ví MetaWallet. Ok, các bạn điền vào đây. Ok, thì nó sẽ thông báo chúng ta đã nhận được 200 token và giá trị dự kiến là 12 USD nhé các bạn. Mỗi một lượt giới thiệu thì chúng ta sẽ nhận được thêm 6 cái PC KO token này nữa cho mỗi một lượt giới thiệu này. Đấy, các bạn copy đường link giới thiệu của bạn nhé để giới thiệu đến bạn bè và những người sử dụng khác. Đấy. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.